Xin chào, hôm nay tiện mèo xem có mèo anh lông ngắn xám xanh tai cụp các bạn ơi. Một bé mèo rất là dễ thương và đáng yêu nè mọi người nè. Xinh chi là xinh căng. Ôi, mặt bé là mặt yêu xuất tích nha mọi người ơi. Một chiếc mèo xám xanh tai cụp sát, form to mập mà bánh bao luôn. Yêu quá là yêu nè mọi người nè. Bé khá là hoạt bát mọi người nha. Em đi về nhà mới mà em không lại nhà đâu ạ. Em ấy rất là chịu chơi nè. Trời ơi, 3 triệu 3 là mua ngay một bé mèo anh lông ngắn, xám xanh thuần chủng ở bên tiệm mèo sen. Mà còn tai cụp mà lại còn đáng yêu thế này nữa nha mọi người nha. Wow, ôi càng nhìn càng yêu ấy. Thật là dễ thương. Xem mà muốn đón bé thì nhanh tay liên hệ với tiệm nha. Trời ơi, con quỷ này là dễ thương chứ nhở. Mặt yêu ấy. Mời. Ok mọi người ơi, mình kết thúc video của bé ngày hôm nay ở đây nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau này. Bye bye. Xin chào mọi người.